Đây là một học viện tư nhân, được đồn rằng trường được xây trên nghĩa trang nên mới có mấy ngôi mộ quanh trường. Ta lúc này gặp dây, cô là quản lý ký túc và là người biết rõ những ngày tháng yên bình này có được là nhờ công của một người hùng. Người đó là Sui Jin, cậu có sức mạnh to lớn và đang phải một mình chống lại cả đoàn quân xác sống chỉ để bảo vệ cho lăng mộ này. Cậu quẩy tung đội hình của đám xác sống và hy vọng một ngày nào đó sẽ có thể trở về. Để biết chuyện đã xảy ra thì ta quay lại một năm trước. Sui Jin lúc này là một học sinh mồ côi và phải vừa làm vừa học cậu làm công việc cứu hộ ở bể bơi nhưng lại không biết bơi mấy tên bắt nạt này đâu để yên cho cậu và ném con mèo của cậu xuống hồ bơi một phút thiếu suy nghĩ Sujin đã nhảy xuống để rồi ngạt nước dưới kia khi tỉnh lại người bạn gian sô so của cậu cho Sui Jin biết cậu đã được cứu bởi một cô tiểu thư được nhiều người theo đuổi nhưng đều thất bại tên là dây và để nhanh gọn thì dây cùng gian sô so là hai người duy nhất quan tâm Sui Jin trong cái trường này do vậy ở hiện tại cậu quyết tâm chiến đấu chỉ để được quay về bên cô Sui Jin chạm chán với những con quái khổng lồ và cậu đã gọi ra hàng đống cây thánh giá khổng lồ để siêu độ cho bọn này. Nhưng chúng đã hết cứu và cậu hẳn là sẽ phải dùng biện pháp mạnh hơn. Quay lại một năm trước, một đôi trẻ đang tính vượt rào ngay gần nghĩa địa thì vô tình nhìn thấy Sui Jin và con mèo. Nhưng vì tối nên cả hai tưởng ma nên bỏ chạy, cậu thì chỉ đang làm công việc dọn dẹp để kiếm tiền. Cậu thấy việc bảo vệ này cũng vui vì được tận hưởng sự yên tĩnh, đã vậy trời còn mát và điện dùng thoải mái. Cậu đã vào game, và tuy ngoài đời hơi cùi nhưng trong game sujin là một bờ rồi chính hiệu khi không nạp không cần đội chỉ một mình với đống đồ cùi sujin cũng đã tự mình leo lên top server cho đến khi sujin gặp một cô gái đang gặp rắc rối cậu ra tay giúp đỡ thì được cô cảm ơn và giới thiệu bản thân là dây chưa kịp giới thiệu lại thì đột nhiên máy tính sập nguồn nên sujin phải trèo lên cột đèn nối lại dây đúng lúc dây mở cửa sổ và đang khoe với bạn của cô về người vừa rồi và vô tình cô gặp được sujin cứ tưởng cậu nhìn trộm nên mấy cô bạn của dây đã ném nguyên cái gối khiến Sui Jin rơi từ trên cột đèn xuống. Ngày hôm sau lúc đang lau chùi cửa kính và tự thấy bản thân hơi ẩu khi để bị hiểu nhầm, Sui Jin thấy được dây và nhận ra cô là nhân vật tối qua. Được biết thì chính gia đình cô là công ty đã phát hành tựa game này. Gian Sô so đột nhiên xuất hiện và nhắc cậu nhớ về sự tranh lệch quyền lực giữa cả hai khiến Sui Jin có hơi hụt hẫng. Cậu hiểu điều đó nên cũng tính bỏ cuộc. Nhưng đột nhiên tối đó dây đã gửi kết bạn cho cậu. Sui Jin đồng ý vội và cùng dây chinh chiến suốt nhiều tháng. Cậu cứ ngỡ những khoảnh khắc ấy chỉ là mơ. Cho đến khi dây muốn gặp cậu ngoài đời, nhưng Sui Jin không thể đáp ứng được vì ngoài đời cậu mắc một đống việc làm thêm để bươn trải cuộc sống. Cậu vẫn nhận ra được chênh lệch như trời và đất giữa cả hai, nên chỉ muốn được ở bên dây dù là trong game chỉ để được ngắm nhìn cô. Nhưng đến một ngày game đột nhiên thông báo dừng phát hành hoạt động, để lại Sui Jin với sự đau khổ tràn trề. Đối với Sui Jin thì tin này chẳng khác gì tận thế. Trong lúc đó, cha đã giao lại cho dây một món đồ để lúc bát giác thì cô hãy nghe theo chỉ dẫn trong đó. Cha sắp hoàn thành một tựa game mới và game vừa qua chỉ là thử nghiệm. Ông tin rằng tựa game mới sẽ vượt qua hiện thực và thay đổi thế giới. Suốt ngày đó Sui Jin hoàn toàn suy sụp. Gian đến nhắc Sui Jin nhớ là kể cả game đóng cửa thì cậu vẫn còn cơ hội ngoài đời. Nhưng Sui Jin chỉ bỏ đi vì cậu cho rằng dây còn chưa biết mặt cậu ngoài đời thì cậu lúc này chẳng khác gì đang yêu đơn phương. Gian Sô so cũng không muốn làm gì hơn vì biết Sui Jin sẽ tự vực dậy được từ đống cho tàn. Tối đó dây đã vào game trước và chờ Sui Jin. Ai nấy đều không hiểu lý do tại sao game lại bị ngừng phát hành. Ai nấy chuyển tay nhau về một loại hoa có thể ban điều ước nên nghĩ là có thứ đó thì sẽ ngăn game bị ngừng được. Sui Jin giờ mới vào game và đi gặp dây. Chỉ còn một tuần trước khi hoàn toàn đóng cửa nên cả hai quyết định dành thời gian này để tận hưởng nốt. Cậu thấy đây cũng là niềm an ủi nhỏ trước khi cuộc sống buồn tẻ của cậu lại tiếp tục cậu nghe được việc dây muốn tìm ra bông hoa ban điều ước kia nên cậu hứa sẽ giúp cô sau một tuần tựa game mới được phát hành tựa game mới cho phép người chơi vào vai một kẻ trộm mộ và để giúp đỡ người chơi thì nhà phát hành đã cho thêm cơ chế pay to win đúng như tên nạp tiền càng nhiều bạn càng khỏe giống như game lửa lửa sơn súng nào đó xui bây giờ thi chắn nản hoàn toàn khi không còn gì khiến cậu vui vẻ trong cuộc sống này nữa tối đó là ngày cuối của game và game cũng biết cách giữ người chơi khi cho chuyển toàn bộ tài sản ở game này sang tựa game mới phát hành Cha của dây vẫn đang chờ ai đó kiếm được bông hoa điều ước và ông vẫn giữ lòng tin là sẽ có ai đó làm được. Sui Jin lúc này cố gắng chạy nhanh nhất có thể để vào game và rồi bị té giữa đường. Dây lúc này đang cố tìm bông hoa. Cha cô thì đã bị một nữ sát thủ tìm đến và cô muốn biết cách vào hầm mộ trong game đó bởi ông chính là người thủ mộ cuối cùng. Còn trong game lúc này thì xuất hiện một tên quái vật, kẻ này lấy hết trang bị của người chơi và còn nuốt chửng luôn họ. Dây cố gắng chống trả, lúc Sui Jin vào game thì cũng chỉ còn mỗi dây và đống đổ nát. Dây gặp lại Sui Jin thì cô tiếc vì chưa tìm ra được bông hoa. Nhưng đột nhiên bông trên tay cô lại nở ra và đó chính là bông hoa họ cần tìm. Chưa được bao lâu thì dây cũng bị tên quái vật kia xỉa nốt. Game sau đó cũng dừng, nhưng may mắn vẫn chưa bỏ rơi Sui Jin. Vào sáng hôm sau, cậu đã gặp trực tiếp được dây. Cô biết chính Sui Jin là người đã bên cô lâu nay. Sui Jin buồn bã vì không thể cứu được cô vào giây phút cuối, nhưng dây cho cậu một cơ hội để làm lại trong tựa game mới. Sáng hôm đó, Cả nước đã xôn xao vì vụ việc cha của dây đã bị ám sát và ra đi. Sui nghe tin từ gian cô thì cũng đã cấp tốc chạy đi tìm dây để xem cô lúc này ra sao. Cậu đến ký túc xá nữ thì nghe tin dây đã dọn đi vì mấy vấn đề hậu sự nên người của công ty đã đến đưa cô đi. Ai nấy đều tội cho dây vì cô rất thương cha, tại đám tang. Nhiều người cứ bàn tán về dây, có người nói cha cô nợ nần khắp nơi. Và từ giờ dây hẳn là sẽ rất khổ cực. Đội ngũ kỹ thuật thì tuyên dương cống hiến của ông cho tựa game và hứa là sẽ đảm bảo tựa game cuối đời của ông thành công vang dội. Đột nhiên trong đầu Sui Jin xuất hiện hình ảnh về cha của dây, cậu nhận ra bản thân dường như có quen biết ông. Ngày hôm sau, dây đã quay lại gặp Sui Jin. Cô xin lỗi vì đã phiền cậu, cô đã thấy ổn hơn và cần giao cho cậu một thứ. Cậu mở ra xem thì trong đó là một chiếc máy mà cha dây đã làm ra để chơi tựa game mới. Thứ này đã nhận diện Sui Jin và đăng ký cậu vào hệ thống cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra và tại sao thứ này lại được giao cho cậu. Dây nói thật rằng bản thân vốn không phải là con ruột mà là được nhận nuôi nên cô cũng chẳng biết gì về cha. Đột nhiên người làm đến thông báo cho dây biết là cô có khách. Còn Sui Jin thì đang ngồi chờ hệ thống tải xong thì cậu sốc khi số tiền cậu có là 10 tỷ. Kèm theo là một lời nhắn từ cha dây gửi đến, ông cho biết ông là cha nuôi của dây và là ông ruột của cậu. Nhưng hẳn là cậu cũng không nhớ, lý do ông giao lại cậu số tiền này là vì muốn cậu và dây có cuộc sống hạnh phúc. Cậu bất ngờ vì tự nhiên hạnh phúc rơi bẹt xuống đầu. Ông cho biết cha mẹ ruột của dây đã bị sát hại và vì ông là người quen nên đã nhận nuôi cô. Ông muốn cậu hãy dùng số tiền này để bảo vệ dây khỏi kẻ thù. Đột nhiên dây đang bị hai kẻ đến siết nợ, Sui Jin đã chạy xuống và muốn chúng bỏ dây ra. Cậu bị chúng đập cho một trận và dây chấp nhận để bị bắt đi vì muốn chúng ngừng đánh Sui Jin. Cậu giữ lại và nói sẽ trả nợ thay. Cậu cấp tốc chạy lên phòng và rồi ngỡ ngàng khi tiền trong game không đổi ra ngoài được dây đã bị đưa đi và cô cũng biết ơn vì cậu đã cố cứu cô cô sẽ nhớ đến cậu dù ở bất kỳ đâu cậu không thể để mất cô nên đã đạp xe đuổi theo dây đã mở cửa ra để cố với lấy cậu Sui Jin cũng lao đến cố nắm lấy thì hai tên kia đã phanh lại khiến cậu mất đà lao lên rồi ngã giữa đường đột nhiên trong xe xuất hiện một kẻ như bóng ma lúc Sui Jin đuổi đến thì chiếc xe đã lật hai tên kia thì bất tỉnh còn bóng ma kia đã gửi đến cậu một lời nhắn là te mujin đang đợi rồi mang dây đi mất cậu bất lờ UC về phòng và không hiểu rốt cuộc điều gì đã xảy ra. Trò chơi mà ông cậu tạo ra là gì và tên đó đã đưa dây đi đâu. Đột nhiên một cô gái xuất hiện từ trong máy và gọi cậu là chủ nhân. Cô cho biết bản thân là Star và rồi đưa cậu thẳng vào trong game. Cậu bị đưa đến một sa mạc và Star thì bị biến về thành hai con tinh linh nhỏ. Gần đó cũng có một băng nhóm đang chuẩn bị để đi cướp mộ. Đột nhiên ở chỗ Suizin xuất hiện lại có một con quái vật từ dưới cát chui lên. Từ xa xưa, có một nữ thần đã dùng sinh mệnh của mình để tạo ra các sinh vật sống khác. Vì mệt mỏi nên nữ thần đã chìm vào giấc ngủ và để lại một sức mạnh to lớn, quay lại hiện tại. Sinh vật vừa chui lên thì Star đã chui vào máy vì cô cho rằng bản thân chỉ là người dẫn đường nên không có nghĩa vụ đánh nhau. Sinh vật kia thì lại muốn xem Sui Jin có xứng đáng làm người thủ mộ đời kế tiếp hay không, nhưng cậu không cần nên nó cho rằng cậu có vẻ không còn muốn cứu dây. Sui Jin ngay lập tức quay lại và đột nhiên những kẻ trộm mộ đã bắt đầu tấn công, vì bắn hụt nên phát tiếp theo sẽ tốn 5 phút nữa để nạp lại. Một cô gái trong hội trộm mộ đã quyết định đi làm nghi binh, còn thủ hộ kia cho biết nếu giờ cậu đánh bại DUOC đám trộm mộ thì cậu sẽ được công nhận. Cậu nhận kèo và thủ hộ đã thả ra một cô gái là Sotia. Cô cũng gọi cậu là chủ nhân và cho cậu một cái hôn khiến cậu nhớ ra thêm ký ức về ông. Cậu biết ông đã tặng cậu chiếc khăn này. Thấy cậu đã nhớ nên thủ hộ đã để lộ ra thân phận và đó lại chính là ông cậu vẫn còn sống trong này. Ông cho biết bản thân có rất nhiều danh tính khác nhau nhưng danh tính thật vẫn là ông của cậu đột nhiên đám thủ mộ đã bắt đầu tấn công cô gái đi tiên phong và cả đám rết kéo đến khiến Sui Jin và ông phải cắm đầu chạy cả ba chạy vào trong thủ hộ giả robot và ông đã thiết kế ra thứ này để tự vệ nhưng cô gái tiên phong kia đã tung một chiêu khiến robot thủ hộ bị chẻ đôi có điều nó không phải là chính mà con robot ở bên trong mới đúng là vũ khí bí mật mà ông làm ra nhưng nó cũng chẳng khác gì cái bia để bị bắt tên xạ thủ ở đằng xa cũng đã nhắm mục tiêu và bắn gãy một chân của robot trước tình thế khó khăn thì sotia và sujin đã phải rút súng ra và ngắm vào tên cầm súng tỉa kia và cho hắn một viên nhưng cô đội trưởng đã dùng gương chuyển hướng đi cô ta lấy lá bài chuồn ra để thôi miên sotia để cô bắn bừa vào những hình chuồn cô thấy sujin đã cản cô lại vì chỉ còn một viên cô gái tiên phong thì vẫn tiếp tục bắn phá ngoài kia và cho đám rén xâm nhập vào dữ liệu của ông sau đó cũng dần biến mất và ông căn dặn cậu phải bảo vệ lăng mộ nữ thần vì điều đó sẽ dẫn cậu đến với việc cứu lấy dây và đồng thời cậu cũng là thủ mộ nhân cuối cùng Cậu đã tức giận sau sự ra đi của ông nên đã cưỡi một con rết ra ngoài và rồi dùng tình trạng của Sotia lúc này để cô nhắm bắn về phía cậu. Cô gái tiên phong dính đạn và cậu cũng đã chỉnh cho hướng đạn phản chiếu lại về phía cô chủ nhóm, còn mỗi tên xạ thủ thì hắn cố bắn trả nhưng cậu cũng dùng mấy lá rô này để phản lại nốt. Cậu hoàn thành được bài kiểm tra và xứng đáng làm thủ hộ giả, Sotia cũng đã hết nghĩa vụ với cậu nên đưa cậu sang một không gian khác rồi tạm biệt cậu tại đây. Sui Jin sau đó chạm mặt một cô gái và cô ta cho rằng bản thân mới là thủ hộ giả đích thực và bắn cho cậu một phát. Cậu tỉnh dậy thì bản thân đã về thực tại và vết thương cũng biến mất. Cậu nhận được cuộc gọi từ kẻ tự nhận là Tê Mu Jin. Kẻ này muốn gặp được cậu sớm và cho cậu xem hình của dây để cậu biết cô vẫn an toàn. Trong lúc đó, hội đạo mộ lần trước giờ đã vác cả đại ca đi theo. Họ ngồi đây để chờ những đứa gà mờ nhưng lắm tiền đi ngang qua rồi thực hiện hành vi cướp bóc. Sui Jin lúc này có đến thư viện để học thêm và chuẩn bị cho kỳ sát hạch như là sát hạch vào game, Gian Sô so đã giới thiệu cậu với cô bạn từng là người chơi thử nghiệm đây. Còn về nhóm đạo mộ, hai cô gái đã tiếp cận mấy đứa học sinh chưa trải sự đời này. Và ngay khi thấy chị gái xinh đẹp nhờ và đánh quái giúp thì liên mù quáng đi theo. Còn Sui Jin thì đã đi điều tra thêm thông tin về tựa game này. Cậu biết game có một kẻ đứng đầu là Dark Tiger. Và cũng là kẻ đứng đầu tổ chức có khối tài sản khổng lồ. Chúng chi phối toàn bộ game đồng thời đánh cắp vật phẩm và tiền của người chơi khác và tổ chức chống lại chúng chính là hội của kẻ tên là Temujin kia. Kẻ này cũng khá nguy hiểm khi sẵn sàng thịt hết mọi thứ, cậu lo sợ dây cũng sắp bị thịt thì ăn lộn xung quanh. Trong lúc đó, dây vẫn còn bị giam và Temujin muốn cô cứ tự nhiên như ở nhà vì sớm thôi, cô sẽ không còn muốn đi khỏi đây nữa. Quay lại với đám trộm mộ, chúng đã dụ nhưng học sinh non nớt vào bẫy chỉ bằng vài lời dụ dỗ ngon ngọt. Bị đạp bẫy thì mấy đứa này dọa sẽ tố cáo nhưng thoát khỏi đây đi rồi hãng tính, thanh niên đại ca đã nhảy xuống và thể hiện vài thứ rồi tự xưng bản thân là sói hoang. Xui Jin đã tìm đến phòng của dây thì bạn cô cũng không biết dây ở đâu và hy vọng cô vẫn ổn. Còn Xui Jin thì nhận thấy cô vẫn luôn coi trọng cậu và để hình nhân vật của cậu trên máy. Còn hội đạo mộ của sói hoang thì vừa hốt được một củ từ đám người chơi mới nhưng có tiền. Cô gái dùng bài muốn thủ lĩnh bớt bô bô cái mồm về việc xấu nếu không muốn bị tố cáo. Họ phát hiện một người trông có vẻ thảm nên lại hỏi thăm thử. Trong lúc đó, Cô gái trong hội Tê Mu Jin muốn anh ta thả dây đi nhưng anh ta cho rằng dây vẫn còn giá trị rất lớn. Đám đạo mộ qua thăm hỏi thì biết gần đây có xuất hiện một kẻ mạnh ngang đại trụ và người đó là phụ nữ. Cô ta đã cướp đoạt hết của cải của những người thuộc băng đảng mạnh nhất game kia. Đám này sau đó lại đi bẫy người chơi mới để cướp tiền từ những người đó. Vì hết tiền thì chỉ số cũng sẽ hết và bị cho thoát game. Hắn vừa hút được tiền từ một người thì cô gái đã bắn Sui Jin tìm đến. Cả nhóm đã xả chiêu và cô nhưng cứ thế né hết. Và rồi vẫn bị bao vây. Cô thả súng xuống và tạo thành lồng khóa ba người kia lại. Tên sói hoang bị cô lập và hắn sợ hãi rồi định giao vũ khí ra cho cô, cô vừa quay đi thì hắn đã đâm lén vì vũ khí của hắn cho phép hút tiền từ đối phương, nhưng chỉ hút được từ người có ít tiền hơn. Hắn nghĩ 50 triệu của hắn là nhiều nhưng cô là một trong năm người chơi tiền tỷ nên cô thả nguyên cục vàng vào đầu hắn, còn Suyi Jin giờ đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng để bước vào game. Star đã đưa cậu vào và chuyến này cậu nhất định phải đưa được dây trở về. Còn hội kia thì thắc mắc cô gái tiền tỷ kia là ai thì cô nói bản thân là kẻ thu thập và là kẻ sẽ đối đầu với tổ chức của tên Dark Tiger đứng đầu kia. Quay lại với Sujin, cậu đã đến một nơi gọi là song đấu tử môn, cậu gặp một cậu nhóc đang trèo từ ngoài này vì cậu nhóc không có tiền vào cửa. Cậu đã đưa cậu nhóc này đi bằng hàng không và cậu chỉ đến đây vì muốn được gặp người tổ chức giải đấu, tiền vào cổng thì quá đắt nên đi kiểu này cho tiện. Căn bản là cậu xài đồ chùa quen rồi, Sujin đã tìm ra được người tổ chức giải đấu nhưng trận đấu dưới đây cũng đã bắt đầu người tham gia thì có thanh niên tóc vàng của hội trộm mộ. Thanh niên này đang định giữ khoảng cách và tạo ra thật nhiều băng để bọc ông chiến binh này lại, nhưng cậu nhóc không cho ai thắng nên đã dùng phép khiến Star chói và thả cả hai xuống. Xui Jin đè chết thanh niên tóc vàng nên cậu và cậu nhóc bị cho làm người thách thức cho giải thưởng. Cậu nhóc xin lỗi vì kéo cậu vào nhưng cậu nhóc rất cần số tiền đó để cứu người chị. Chị cậu nhóc là người quan trọng nhất trên đời này. Cả hai cùng tham gia trò chơi này với nhau nhưng giờ chị đang bị bệnh và cậu nhóc muốn dùng số tiền thường ở đây để cứu chị. Sức mạnh của cậu nhóc là dùng những tấm ảnh để thay đòn công kích, và cứ mỗi đòn thì kỷ niệm trong hình sẽ dần mất đi, nhưng cậu nhóc mặc kệ miễn là cứu được chị gái, nhưng có đánh đổi thì cũng vô ích nên Xui Jin đã ngăn cậu nhóc lại và muốn cậu nhóc trân trọng những kỷ niệm với chị gái, và nếu cậu nhóc cần thắng thì cậu sẽ giúp đấu thay, cậu chưa hoàn thành cả nhiệm vụ tân thủ. Ai nấy nghĩ cậu gà mờ, cậu chỉ liên tục né và rồi vẫn dính chiêu từ ông Viking kia và bị đóng băng tại chỗ. Star đã đứng ra chắn cho cậu và cô quyết định biến hình để cho cậu xem thực lực nhưng cô biến nhầm thành dạng hai cục bông nên bị ông viking bắt lấy và chơi đùa cậu nhóc đã đứng ra cướp lại và bảo vệ cô vì đây là bản lĩnh của một người đàn ông cần khó cậu nhóc đã giúp star biến lại dạng người và giám khảo đã nhận ra cô là thần thú cấp cao cô đã biến thành rồng hai đầu cô khạc hai chiêu là ông viking đã bị đóng băng và tan vỡ giành được chiến thắng cậu đã cho cậu nhóc toàn bộ tiền và giải thưởng cậu cho rằng bản thân là tỷ phú nên không cần nhưng Star cho cậu biết đó là tiền thật khiến cậu suy sụp vì bản thân không giữ lại một ít để trang trải cuộc sống ngoài kia. Cậu sau đó cũng ra về và người tổ chức không biết cậu là ai. Liệu cậu có phải là kẻ thu thập hay không nhưng kẻ thu thập là nữ nên hẳn là không? Sui Jin sau đó đã tìm đến nơi diễn ra bài kiểm tra cho tân thủ. Cậu gặp được hai người ở đây và vừa giới thiệu thì một trong hai biết Sui Jin chính là học sinh nghèo đi làm thêm suốt ngày. Cậu ta là Sa và người học chung lớp với cậu. Vì Sui Jin đi học toàn ngủ gục nên không biết cũng đúng. Thanh niên kia muốn cả hai bớt ẩm ý nhưng Sa cho rằng họ đều là tân thủ thì nên hợp tác với nhau sẽ tốt hơn. Đột nhiên người sẽ giám sát bài kiểm tra này là Jin tìm đến và ta cũng biết thanh niên kia là Titan. Họ đã đến một hầm mộ đã bị những kẻ đi trước khai thác hết nhưng vẫn còn quái ở đây. Đám quái nhìn có vẻ phèn nhưng chúng rất nhanh và cũng khá phiền phức. Sa muốn hợp tác đánh quái nhưng Titan muốn họ bắt đầu luôn. Chưa cần nói thì quái đã lao đến và Jin cho biết họ sẽ diệt quái bằng cách sử dụng vũ khí được cung cấp sẵn khi mới vào game. Xa có vài vòng này còn Titan có cái găng kiêm cái khiên, xui din thì chỉ có mỗi cái khăn. Đã vậy đám quái còn có giáp khá cứng và đòn vật lý gần như không gây được tí sát thương nào. Jin cho biết là họ phải diệt được con đầu đàn có khả năng tăng cường giáp cho đồng bọn. Titan đã vác cái găng tay lao đến đấm rơi con đầu đàn và múc nó vài đòn bay màu. Việc sau đó cũng dễ dàng hơn khi chỉ cần chém sạch đám còn lại. Sa thấy Jin thể hiện như vậy thì nguyện dành chọn đời này cho cô, trong lúc đó ở trường. Thầy điểm danh thì lại không thấy xa đâu, Đám quái đã được lo liệu xong nhanh chóng và xui Jin nghĩ đây có vẻ là xong bài kiểm tra, nhưng Jin cho biết là mục tiêu thật sự là phải đánh bại cô, cô ném ba phi dao thì một người gọi vũ khí chặn, một người né được còn xa thì chưa rõ, Jin đã hiểu qua cơ bản về cả ba qua đòn vừa rồi, Titan có vẻ đang dè chừng cô vì nghĩ phi dao còn có tác dụng phụ, xa thấy cậu ta có vẻ đã nạp rất nhiều tiền vào game nên mới có mấy cái kỹ năng và đồ ngon nghẻ nên cậu ta cũng sẽ cố nạp thêm để có thể bảo vệ cho Suyi Jin. Jin muốn cả ba nghiêm túc lại và xa thì lo rút cái dao trên đầu ra, cậu ta hoảng loạn và rút ra thì ngất luôn tại chỗ. Jin nhìn qua trang bị của Su Jin thì cậu có quả khăn độc nhất, cô muốn xem mấy trang bị còn lại thì cậu từ chối. Đang tán nhảm thì Titan lao lên đánh luôn và kỹ thuật cũng như tốc độ cậu ta nhanh không thua gì một cao thủ lành nghề như Jin. Sa tỉnh dậy và nhận ra Titan chính người đã vô địch giải đấu game 3 năm liên tiếp nhưng năm nay thì cậu lại bật vô âm tín, tìm ra sao cũng không có thông tin. Titan có hào quang trên sân khấu suốt bao nhiêu năm, cho đến khi cậu ta bị cha ép phải chơi game này dù không muốn, cậu ta muốn cả hai vào giúp cho nhanh. Sa thấy số phận quá nghiệt ngã khi cậu ta phải chiến đấu với nữ thần của lòng mình, cậu ta quyết định là muốn vào đánh bại Jin để chứng minh tình cảm với cô. Cậu ta đã lao vào chiến trường, Sui Jin cũng làm một pha biến hình cho ngầu lòi nhưng khăn của Sui Jin chỉ cho cậu học khả năng của người đã ngã xuống và vì chưa có ai nên giờ đang khá phế. Sa dùng chiêu và cho Sui Jin thấy Cơ chế kỹ năng là giúp cậu ta hòa làm một với cơn gió. Cậu ta sẽ lén lút đến gần Jin để xin số. Jin lúc này đã dần bị Titan áp đảo và phải thừa nhận cậu ta rất mạnh. Nhưng cô không thể để cậu ta qua bài. Sa tính tấn công bất ngờ thì cô đoán được và đâm cho một nhát. Sa đã ra đi và chăn chối những lời cuối với Sui Jin. Cậu ta thấy bản thân không hợp chơi game này nên chỉ thấy vui vì đã có một người bạn là Sui Jin. Sui Jin đã học được kỹ năng hóa gió của cậu ta. Cậu cho rằng Titan sẽ không bao giờ thắng được Jin. Sa lúc này đã khoe với mẹ về việc có bạn mới và đúng là nhà cậu ta ở chung cư nên đúng là giàu thật. Titan thì không tin lời Sui Jin nói nên cứ đứng cò quay với Jin. Còn Sui Jin thì đã đi đến một hầm mỏ gần đó và tìm được Jin thật. Cậu thấy ban nãy cô đã đâm được Sa dù không thấy thì hắn là đang quan sát từ góc độ khác. Cô chịu thua và Titan giờ nhận ra bản thân đã bị lừa và đánh với một khối slim thì rất cay. Titan giờ cũng tìm được Jin và cả hai đều đã được cho đậu và giờ thì có thể tự do lập đội với người khác. Cô thắc mắc Sui Jin thật sự là ai? titan cũng vậy và lao đến tấn công cậu ta tấn công cả jin nên cả hai buộc phải chạy đi cả hai trốn vào hầm và jin tạm thời không thể đánh được vì chưa sạc lại năng lượng cậu thì muốn lập đội với jin nhưng cô cho rằng cậu không phải guko star gọi đến cho rằng cậu đã xong nhiệm vụ nên không cần ở lại đó nhưng cậu không thể bỏ jin lại đây nên đưa ra giao kèo là nếu cậu thắng được titan thì cô sẽ về đội với cậu đúng lúc này thì titan cũng đập tường xông vào titan muốn xem bản thân hay xui jin mới là người mạnh hơn Sui Jin đã ngay lập tức kích hoạt khả năng hóa gió của Sa và Titan nghĩ rằng kỹ năng phế vật đó thì làm được gì. Nhưng nếu vào tay người biết dùng thì lại khác, Sui Jin đã hóa gió và lượn lờ xung quanh Titan để tấn công. Cậu sắp dính đòn thì hóa gió để né đi và đồng thời tấn công lại. Titan đã chịu đứng yên quan sát và tung một cú lên trời vì biết cậu trên này. Đòn đó, dính như là dính vào thế thân và cậu thì đã ở trước mặt cho một đòn vào chân của Titan. Cậu ta vẫn cố đánh nhưng vết thương này giờ đã thành điểm yếu và Sui Jin muốn cậu ta nhận thua nhưng cậu ta không bao giờ chấp nhận thua cuộc vì ảo tưởng bản thân là người ưu tú nhất trước đây cậu ta chiến thắng bằng sức mình thì bị nói xấu là dùng tiền mua nên đã lao xuống đánh lộn với người ta buộc gia đình phải xử lý và đưa tiền để bịt miệng cậu ta trước giờ luôn phải làm theo ý cha và giờ sẽ làm theo ý mình titan sau đó đã dùng lợi thế giàu có của bản thân để nạp thêm vào nhằm gia tăng sức mạnh vũ khí của cậu ta giờ đã biến hóa và trở thành một chiếc xe thay vì cái găng trong lúc đó ta biết thêm về tổ chức đứng đầu đó tổ chức này có sự góp mặt của nữ sát thủ lẫn kẻ đứng đầu đội phát triển game, nên sự lớn mạnh là vượt trội hơn hẳn tất cả, và kẻ đúng đầu Dark Tiger là một trong năm tỷ phú và sở hữu 60 thuộc hạ, và tổng tài sản là hai tỏi. Đám này đang chuẩn bị đánh chiếm tầng không và nghe tin có thủ mộ giả mới thì ngay lập tức ra lệnh tìm giết bằng được. Trong lúc đó, Titan đã bắt đầu nóng máu và quyết định nạp 100 triệu vào để xử bằng được Sujin. Cậu đã đứng ra chắn cho Jin và muốn cô giữ lời hứa, nhưng cô cho rằng một người đi làm thêm như cậu thì làm sao có đến 100 triệu được. Vậy mà ngay lúc xe đâm vào thì chiếc xe đã lật và bắt đầu bị bóp méo đến chặt lại, chiếc xe sắp phát nổ và tiền càng nhiều uy lực càng lớn. Một vụ nổ khổng lồ xảy ra và Sui Jin cùng Jin vẫn còn sống nhưng đang kẹt dưới đá, Sui Jin nghĩ là giờ chỉ cần thoát ra vào lại là được. Vừa lấy lại máy thì cậu muốn Jin lưu thông tin của cậu lại, cậu biết cô có khả năng nhìn được vật phẩm của đối thủ và nó rất hữu dụng và cậu cần phải có cô trong đội đột nhiên cỗ xe ngựa của kẻ thu thập đã lao lên và giải thoát cho cả hai jin cảm nhận được áp lực khủng khiếp trong đó cô ta gặp lại thì bất ngờ vì xui jin ở đây để tán tỉnh Loli. cậu cũng đang muốn gặp cô ta để hỏi vài chuyện nhưng jin thấy cô ta rất nguy hiểm vì mỗi người chỉ có một thánh khí nhưng cô ta có đến 10 cái nhờ đó jin đã đoán được danh tính cô ta kẻ thu thập thấy jin có năng lực tốt nhưng hơi phiền phức nên đã bắn cô một viên và biến cô thành búp bê trong 2 phút 2 phút đó cô sẽ nói chuyện với Sui Jin cô sau đó đã bắn vào mặt cậu một sinh vật và nó chui vào mồm cậu cô ta cho biết sinh vật đó là rồng xúc xích là chìa khóa để cậu tìm dây cô lúc này đang ở trong tay tê muzin và cậu không được tin lời kẻ đó một khi cậu vào được chỗ của tê tin con rồng sẽ dẫn cậu đường đi tìm cô muốn xem đây là bí mật giữa cả hai và tuyệt đối đừng tin tê muzin vì sớm muộn gì hắn cũng tìm đến cậu cô đã bắn một viên về phía của kẻ thăm dò của tê jin. jin giờ cũng tỉnh và cô cùng Sui jin có thấy được tên thăm dò kia kẻ này cực kỳ mạnh và cặp vũ khí là thứ nguy hiểm. Jin muốn cậu cẩn thận nhưng cậu bất chấp lao lên vì biết kẻ này có thông tin về dây. Cậu khiến tên này bất ngờ vì tốc độ khá nhanh nhưng hắn còn nhanh hơn. Cậu muốn biết dây đầu thì kẻ này không nói. Hắn sau đó đã cho cậu một combo khiến suýt đi nếu Jin không đến chắn kịp, cả hai đành dựa lưng để chiến đấu. Jin chấp nhận vào đội nên không thể để cậu chết đi được. Tên kia sau đó tung hàng loạt đòn như vũ bão. Trên tay cả hai xuất hiện số và đây là số lần bị chém. Sui Jin cố lao đến thì dù bị chém hụt nhưng số vẫn lên và bị ép đăng xuất, còn Jin thì đã hiểu và cô dù đã chặn đòn nhưng vẫn lên số và cút ra ngoài. Sui Jin bị cấm một ngày không vào lại được game và đột nhiên Tê Mu Jin gọi đến thương lượng với cậu để cho cậu gặp lại dây. Cậu đe dọa anh ta là nếu dây gặp chuyện thì anh ta sẽ phải trả giá. Anh ta cho biết bản thân bắt dây là để bảo vệ cô. Sắp tới sẽ có lễ hội ở tầng 18 để chuẩn bị chinh phục tầng không. Cậu hãy đến lễ hội đó và tìm một kẻ tên là Kaze cậu chưa biết mặt nhưng cứ đến đó là sẽ biết cậu thấy giờ lại có thêm một khúc mắc nữa hồi ở game kia cậu rất mạnh nhưng giờ ở game mới này thì cậu vẫn thấy bản thân còn kém cỏi sáng hôm đó cậu thấy đám trong trường cứ vây lấy một cô gái nhìn như tiểu học cậu nghĩ đám này là lo ly con đến khi nhìn thấy mặt thì mới biết đó là jin cô gọi xui jin khiến đám kia lại ghen ghét mà ném đá về phía cậu cậu và jin sau đó đã đến một nhà hàng trong trường và cậu thấy jin mang theo vali thì nghĩ là cô đến ở với cậu luôn Xui Jin cứ thấy lo lắng vì trong game cậu hoàn toàn nổi loạn còn ngoài đời thì mờ nhạt, trong khi Jin thì nổi cả trong game lẫn ngoài đời. Nhân viên đã yêu cầu cả hai gọi món vì ngồi đã cả tiếng và còn có người đang đợi. Đám kia nhận ra Xui Jin là đứa làm thêm trong trường nên cậu rén mà xem menu. Jin cũng xem và gọi ra đủ thứ món khiến cậu bất ngờ khi Jin người thì nhỏ con mà ăn cả đống như này. Cậu lo lắng ai mới là người trả vì cậu trong game mới giàu chứ ngoài đời thì nghèo rớt mồng tơi, ăn trực thì lại quê quá vậy mà đột nhiên nhân viên lại đưa cậu thanh toán trước rồi mới đưa món ra đột nhiên đám kia tiến vào và gọi cậu là đứa nghèo kết xác trước thì bám theo dây mà giờ lại theo đuổi người khác Jin không cho chúng sỉ nhục thủ lĩnh của cô vì cậu có tài lực trong game đến hơn trăm triệu nhưng chúng muốn cậu chứng minh bằng cách dùng tiền trong game mà thanh toán cậu giờ mới được biết là 10 tỷ đó cậu vẫn dùng được như một loại tiền ảo và thanh toán thành công tiền nhiều đến nỗi máy cũng không xác định được chính xác bao nhiêu Cậu và Jin sau đó đã về phòng và bị đám con trai khác gọi là bắt cá hai tay khi Sui Jin thấy dây mất tích thì lại đi theo người khác, nhưng cậu bằng mọi giá sẽ cứu được cô. Jin nhận thấy dây có vẻ rất quan trọng với Sui Jin nên cũng sẽ giúp cậu cứu dây bằng mọi giá. Cả hai đã vào game và đến tầng 18, nơi từng là một màn chơi và khi chinh phục xong thì đã được sửa lại để thành như này. Jin đã giải thích cho cậu về lễ hội này là để chinh phục tầng không. Ai cũng có thể tham gia nên mới có đông người đến như này, bởi không có giới hạn cấp độ nên mạnh yếu gì cũng đến tham gia vì ai cũng muốn chứng kiến tầng không huyền thoại. Cậu thử hỏi thông tin từ xa thì cô lại khiến Jin hiểu nhầm khi không mặc đồ và nói đây là sở thích của Sui Jin. Cậu ăn một tát và sau đó là đi ăn cùng với Jin. Vì nãy đập cậu mà cô bị phản sát thương và mất cả đống máu, cậu thì chỉ gọi mì gói vì học sinh nghèo như cậu chỉ như này là đủ. Đám trong quán thì bắt đầu bàn tán về người chơi tiền tỷ mới xuất hiện. Sui Jin thấy nhột nên ăn cũng không ngon. Họ đã chạy về phía Sui Jin khiến cậu nghĩ bản thân đã bị bại lộ và cậu thì không thích làm trung tâm của sự chú ý nên đã định nói thật với Jin, nhưng những người kia lại chạy ra ngoài nên cậu lái sang chuyện khác. Trên trời xuất hiện một đàn cánh cụt bay đến gửi cho mỗi người một nhẫn để dịch chuyển đến thử thách cuối cùng trước khi đến tầng không. Cậu thấy admin game đã làm đến mức này thì đây không phải lễ hội đơn thuần, nhưng Jin đã sẵn sàng đi nên cả hai đã đeo nhẫn vào và dịch chuyển đi. Cả đoàn đã đến được lối vào tầng không và tên Dark Tiger bày ra trò này chỉ là để biến người chơi thành tốt thí. Đám quái của tầng này đã xuất hiện và hắn không muốn mất quá nhiều tốt thí nên cho đàn em dọn hết quái trong một chiêu. Và đúng là một chiêu với uy lực cực lớn đã khiến quái bốc hơi, boss giờ mới xuất hiện. Một hồ máu được tạo ra và từ hồ máu đó thì con boss đã chui lên. Boss tên là Atlan, người tên KZ mà Sujin cần tìm lúc này cũng đã đến cùng tên mà lần trước Sujin đã chạm chán. Cô ta đã dùng một cái gương và dịch chuyển thẳng đến chỗ Sujin. Cậu lúc này nhận thấy con boss này có thể hồi phục dựa vào hồ máu trên sàn đấu. Đột nhiên cô gái dê đó lại rơi thẳng xuống đầu cậu. Cô ta thấy cậu có vẻ là xui zin và cho cậu thấy việc dây vẫn ổn. Cậu cố chạy đến gọi dây nhưng cô gần như không nghe. Lúc cô vừa quay đi thì lại nghe được nhưng chỉ được vài câu thì dê tắt gương và muốn kiếm tra thực lực của cậu. Trong lúc đó, Boss Atlan đang đổ sát người chơi yếu dưới kia để tìm kiếm loại máu thích hợp. Ông ta đã triệu hồi ra một đàn mũi để chúng hút máu người chơi và máu đó sẽ trở về với ông ta. Ông vẫn chưa tìm được loại máu đó nhưng rồi nhận ra hào quang của Sui Jin trên kia thì không còn nhầm được. Kaze đã thấy đủ sức mạnh từ cậu nên chấp nhận ra về. Đột nhiên Atlan tìm đến và ông đã tìm Sui Jin rất lâu để thực hiện nhiệm vụ. Ông giao lại cho cậu chìa khóa để vào tầng không và rồi hóa sang dạng hai để thử thách cậu. Ông cho cậu thấy điểm yếu ở bụng và đây là ký ức bị phong ấn của cậu. Khi cậu vào tầng không thì toàn bộ sẽ được mở khóa. Cậu chấp nhận thử thách và nhận thấy cổ vật được giao cho người thủ mộ như cậu có đến 7 dạng và 7 năng lực khác nhau. Cậu vẫn chưa rõ công dụng từng loại, cậu đã lấy ra một thanh kiếm giúp tăng tốc độ đến 3 lần và chém cho Atlas hai nhát khiến ông ta ngã xuống hồ máu để hồi phục. Cậu cố dứt điểm nhưng lại đánh vào đầu nên bị ông ta phản lại và hóa to hơn nhờ hồ máu. Ông chẳng những to hơn mà cầu lửa bắn ra còn uy lực hơn. Cậu vẫn cố lao lên thì bị dính đòn và chịu lời nguyền từ Atlas. Ông ta cho cậu 80 giây để đánh bại trước khi nguyền có tác dụng và khiến máu cậu nổ tung. Kiếm cũng gãy và làn khói tỏa ra đã chữa lành cho người chơi. Cậu muốn Lan cứ dùng chiêu mạnh nhất nên ông gọi ra một con rồng bay lên trời và xui Jin. Đoàn đó sẽ là một cơn lốc nên lao đến Atlan cho ông ta một đường khiến ông ta lại phải bơm máu. Những người chơi khác cũng đã tìm đến để giúp đỡ Sui Jin nhưng Lan vẫn không chịu một tí sát thương nào. Đến khi con rồng lao xuống thì Sui Jin vẫn còn sống nhưng Lan muốn kết liễu luôn. Vậy mà đột nhiên ông ta vỡ tan ra và không hiểu gì thì Sui Jin đã giải thích. Chiếc kiếm này chứa đầy oxy và khi vỡ thì oxy sẽ tràn đầy sân đấu và ông làm từ máu và nó có rất nhiều sắt nên cộng với oxy thì sẽ bị oxy hóa và rồi dỉ xét. Cậu tấn công liên tục để khiến Atlas nhận thêm máu bị dỉ xét vào người để hồi phục. Nhưng lý do ông ta vỡ vụn là do cậu đã dụ ông ta dùng con rồng đó để khiến xung quanh bao bọc bởi điện tử và khiến sắt dỉ xét vỡ vụn. Nhiều người bắt đầu bàn tán về Suizin nhưng cậu thắc mắc Atlan sẽ ra sao khi cậu thắng thì ông cho rằng bản thân không cần cậu thương hại. Ông sẽ biến mất và sứ mệnh của ông cũng sẽ kết thúc cậu cũng thắc mắc sao không có người chơi cấp cao nào ở đây ngoài Dark Tiger. Cậu nghi ngờ là những kẻ cấp cao có vẻ đang rình rập và sắp tấn công cậu. Đúng là như vậy vì những kẻ mạnh lúc này đang đi tàn sát và khiến nhiều người chơi khác đang xuất. Chúng xem Atlan chỉ là con boss để đánh lúc nào cũng được nên đang tranh giành nhau quyền được đánh. Nhưng chúng không ngờ được việc Sujin đã đánh bại Atlan. Và ông thừa nhận đúng là mấy kẻ đó rất mạnh nên ông mới phải nhanh chóng tìm cậu để hoàn thành sự mệnh trước khi có kẻ khác cướp lấy. Cậu thấy bản thân có vẻ đã thành kẻ bị ghét nên kiểu gì thì cũng sắp có người nhắm đến cậu. Nên cậu buộc phải mang lõi đến cổng càng sớm càng tốt. Vừa nói xong thì có một đám đã mò đến để giành lõi với Sujin. Chúng cho rằng cậu ăn được boss thì cũng chỉ là hên chứ trình thì gà mờ. Chúng ngang nhiên đánh người nên cậu thấy đám này đích thị là cô nổ. Cậu xin lại cái đầu của Atlan và tên đầu sỏ của hội này còn đi qua buông lời quấy rối kaze khiến cô cũng muốn bật lắm. Hắn quay lại với đàn em và đòi cậu giao lõi ra. Cậu biết kèo này không đánh không được nên nhờ Jin giữ hộ Atlan. Tên kia bắn lén một phát và còn định nạp một triệu vào gậy để xài đòn mạnh hơn. Hắn còn khoe ra cây hàng dài năm củ của hắn đám đàn em cũng mỗi đứa một củ nên Sui Jin quyết định cho chúng thấy như nào mới là cây hàng thật sự. Cậu hỏi cách khoe ra và rồi mở ra cây cọc dài gần 10 tỏi. Ai nấy sốc vì cậu đúng là một người chơi tiền tỷ. Tên kia định gọi đại ca đến thì bị ca cho gương đấm một phát rồi hút cả Jin lẫn Sui Jin đi. Cô đưa cả hai đến cánh cổng và giờ cậu sẽ dùng chìa khóa mà Atlan đưa để mở. Vì chỉ có người giữ chìa mới vào được nên Atlan cũng đi theo để hướng dẫn. Cậu đến được một cái cây và Atlan chỉ cậu là ăn lõi của ông để lấy lại ký ức, còn ở ngoài kia. Tên ảo tưởng ban nãy đã nghe gọi từ đại ca và hắn muốn biết kẻ nào đã cướp boss của hắn. Còn Suizin thì nhớ ra việc ông đã dẫn cậu đến đây và thấy dây trong đó. Dây từng là một thủ hộ nhưng ông đã để cái cây hút hết sức mạnh của cô và truyền vào lăng mộ để giải thoát cô khỏi số phận này. Cô cũng mất đi ký ức và tại đây thì dây và Suijin đã lần đầu gặp nhau. Ông sau đó cũng buộc phải phong ấn ký ức của cậu để tránh cậu bị kẻ thù nhắm đến. Ông cũng dùng quả này để tạo ra Atlan và cho Atlan nghĩa vụ đánh thức Suijin khi thời điểm đến. Và giờ nghĩa vụ đã hết nên ông sẽ giao lại toàn bộ sức mạnh cho cậu. Toàn bộ người chơi tham gia đánh boss đều được cộng tiền nên ai nấy vui mừng vì đã tham gia. Còn tên đại ca nghe tin boss bị một người chơi tiền tỷ cướp thì kêu đàn em nổ địa chỉ ra hắn biết vị trí là cổng vào tầng không thì bắn một phát đạn cực mạnh về phía đó. Jin thấy Sui Jin đã thành công nhưng KZ cho rằng làm người diệt boss thì sẽ bị nhiều kẻ mạnh khác nhắm vào. Và phát đạn đó lúc này đã bay đến và uy lực của nó là không thể đo được. Ngay lúc hai cô gái sắp dính thì Sui Jin đã bước ra và một tay cản đòn vừa rồi lại. KZ thấy cậu có vẻ đã kiếm được trang bị tốt. Tên ảo tưởng tái mặt khi cậu vẫn bình an còn Jin thắc mắc sao cậu vẫn ổn thì đó là nhờ huyết giáp của Atlan giáp này có thể tăng máu của cậu lên bằng với số máu của toàn bộ người chơi tham gia đánh boss nhưng đòn vừa rồi đã lấy đi một phần năm cây thì cũng mạnh thật tên đại ca nghe tin Sui Jin vẫn bình an thì vô cùng ấn tượng hắn thấy hứng thú còn mấy cô gái bên dưới thì ai nấy đều đòi xin số điện thoại của Sui Jin. kz cho biết mà này vốn là bị đám cấp cao sắp đặt để dụ những kẻ yếu lại và diệt sạch một lượt vì giờ đã xong nên cô muốn Sui Jin đi gặp tê Jin. nhưng cậu muốn biết dây có ổn không rồi mới đi Cô quyết định hào phóng và cho Sui Jin gặp lại Cờ rút. Cậu không được cho dây biết về chuyện ở đây. Cậu được nhìn thấy dây vẫn an toàn và cô tin cậu sẽ đến cứu cô. Cô vẫn sẽ chờ cậu như ngày cuối của game kia và cậu tự tin lần này cậu sẽ cứu được vì cậu không còn yếu như lần trước. Trong lúc đó, đám Đắc Tiger đã thấy kế hoạch hơi sai so với dự kiến vì người đã hạ Atlas là người mạnh hơn so với chúng mỹ và tên khỉ kia thì cũng đã hành động để xử lý kẻ đã cướp boss của hắn. Có người thấy bất bình vì tên đó đang phớt lờ luật lệ nhưng Dark Tiger để hắn tự do hành động. Sui Jin đang chuẩn bị lên đường thì đột nhiên hắn lao thẳng đến chỗ của những người chơi khác. Hắn muốn biết kẻ nào đã trộm boss. Sui Jin biết tên này chẳng tốt đẹp gì nhưng KZ muốn cậu đi ngay. Nhiều người chơi khác đã nhận ra tên này là một trong những thuộc hạ của Dark Tiger. Hắn gọi xuống một con khỉ vàng để chặn không cho một ai bỏ chạy. Hắn định đồ sát hết khiến Sui Jin phải lên tiếng nhưng hắn mặc kệ, miễn thấy vui là được. KZ đã chuẩn bị xong cổng và muốn cậu đi, Jin cũng muốn cậu cứ kệ tên nó. Nhưng hắn được thế làm càn và sỉ nhục xui Jin và rồi quay lại đồ sát. Cậu định ích kỷ rời đi nhưng nhớ lại lời của dây thì cậu không thể bỏ mặc chuyện cứ vậy mà quay đi được. Cậu muốn dây chờ thêm cậu một lúc và nhảy về phía tên khỉ. Hắn thấy cậu chán sống nên lên đạn sẵn. Thanh niên đeo mặt nạ lần trước đã phải lao đến để giữ cậu sống sót bằng cách đánh khiến đòn vừa rồi bị lệch. Kaze cho biết anh ta là Pupo và là một hộ vệ của Temujin như cô. Anh ta sau đó cũng đến đưa tay chữa trị cho Sui Jin vì anh ta là một trong những người hiếm hoi có được danh hiệu bác sĩ. Tên khỉ thấy vui sướng nên đòi quyết chiến nhưng Pupo cho rằng mình anh ta là đủ để hạ hắn. Hai bên đã ngay lập tức lao vào với tốc độ chóng mặt. Nhưng tên khỉ thì có tốc độ ngang nhưng sức mạnh hắn thì lớn hơn. đã vậy hắn còn tung một đòn hủy diệt xuống nền đất khiến Pupo bay lên và không thể né được phát đạn hắn sắp bắn ra. Hắn nhận thấy cứ mỗi lần bị chạm vào là số tăng lên nên từ giờ sẽ cố để không bị chạm vào. Nhưng Popo đã được cứu vì hai người nữa của Temujin đã đến trợ giúp, một băng pháp sư và một người điều khiển cây cối để chói con khỉ lại. Hắn cho biết bản thân chỉ còn một đồng nữa là thành tiền tỷ nhưng hắn không thích, hắn hóa to lên và biến cây gậy thành khẩu súng máy và sấy cả loạt đạn về phía nhóm Sujin. Ông pháp sư dù dựng tường lên nhưng biết nó sẽ không trụ được lâu, người còn lại buộc phải dùng rễ cây để bọc lên lớp thứ hai. Sui Jin không biết sao tên này lại không lên được người chơi tiền tỷ thì ông Pháp Sư cho cậu biết là cần phải đạt được danh hiệu nhất định thì mới lên được. Như Popo để được danh hiệu bác sĩ thì phải chế ra 10.000 lọ thuốc. Còn của thanh niên Pháp Sư cây cối đây là phải học hết nguyên tố đến mức thành thạo. Còn danh hiệu để lên 1 tỷ thì ít người biết rõ. Hắn từng hạ cả trăm đứa cấp cao nhưng vẫn không đạt được nên giờ hắn tin rằng chỉ cần hạ được người trên 1 tỷ là có nên mới cố để lấy mạng Sujin. Danh hiệu độc nhất này có quyền năng phá vỡ giới hạn trò chơi nên cậu mới hiểu sao kẻ thu thập lại có đến 10 thần khí. Đột nhiên hỏa lực dừng lại nên KZ đã đi kiểm tra thử. Cô biết tên kia cần 3 phút nạp đạn nhưng nạp xong thì hỏa lực nhân 6. Xui Jin nghe xong thì vẫn không biết năng lực bản thân có thể vượt qua là gì vì cậu có danh hiệu nhưng thông tin thì không. Cậu quyết định thử và dùng năng lực từ chiếc khăn. Tên kia giờ đã nạp xong và xả đạn, cả KZ và lớp cây phòng thủ để bị hạ. Nhưng đạn hết thì vẫn chưa ai nằm xuống cậu cho biết bản thân đã dùng năng lực cường hóa đôi mắt từ chiếc khăn. Nó cho phép cậu nhìn thấy ánh sáng phản xạ vào mắt để lấy thông tin. Từ đó cậu có thể đọc được thông tin đối thủ và cái bóng của cậu cũng sẽ giúp cậu né được những đòn tấn công trong thời gian ngắn. Hắn vẫn chưa bỏ cuộc và cho biết vỏ đạn đây đều là bom, nhưng KZ đã chán và cho hắn cơ hội chiến đấu mà hắn muốn. Đó là được đấu với T. Muzin. Hắn chấp nhận thỏa hiệp vì thắng thì hắn cũng lên được tiền tỷ và làm chủ cả hội của T. Muzin. Cô sau đó đã đưa cả nhóm đến với lâu đài của Temujin và phim đến đây là kết thúc. Tôi nghĩ phim đã bị đờ gióp nên sẽ chẳng có phần 2 đâu. Tạm biệt.